Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Tử Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ ba, cũng là ngày cuối trong 3 ngày Pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Nguyện Cầu Quốc Thái Dân An, Âm Siêu Dương Khánh, đặc biệt là hồi hướng cầu nguyện cho đại dịch COVID-19 sớm được tiêu trừ ở trên toàn thế giới, cũng như đất nước Việt Nam của chúng ta. Và đồng thời cũng hồi hướng cầu nguyện cho cơn bão số 10. Cơn bão được coi là cơn bão mạnh nhất năm 2020 này của trái đất chúng ta. Theo các nhà khí tượng thủy văn thế giới cũng như Việt Nam chúng ta thông báo, cơn bão này là cơn bão có tên là Goni, cơn bão mạnh nhất trong năm 2020 này. Sức gió lên trên 250 km/h, giật trên vùng tâm bão và giật trên cấp 17. Giật trên cấp 17 chúng ta biết là nhà trần và nhà tầng mà làm nhà kính, thậm chí kính cường lực như ở Việt Nam chúng ta thì cũng vỡ hết. Còn những nhà cấp 4 thì chắc không còn một cái nào trụ được vững nữa. Những cái mái nhà tôn như nhà Pháp hội chúng ta này không chịu được 30 giây. Chúng ta biết cơn gió như vậy, giật cấp 17 trên cấp 17 là khủng khiếp. Kính chịu lực cũng và nhà cao tầng cũng đi sạch. Thế huống chi những nhà cấp 4, nhà mái tôn rất nhiều như Việt Nam chúng ta. Qua 2 ngày, đạo tràng chúng ta cùng với rất nhiều tăng ni, tín đồ Phật tử, các chức sắc cũng như các tín đồ của các tôn giáo, cũng như là rất nhiều những người dân Việt Nam chúng ta, cũng như một số đất nước Đông Nam Á và đặc biệt là Philippines, họ cũng đã cầu nguyện. Và trong 2 ngày, buổi sáng hôm nay, thì các thông tin đại chúng có nói rằng là cơn bão đã bắt đầu đổ bộ vào Philippines và đã giảm xuống được 3 cấp. Tức là hiện nay gió chỉ còn giật ở cấp mạnh nhất là 14 trên cấp 14 chút nữa thôi. Và theo các nhà khí tượng thủy văn Việt Nam thông báo rằng sau khi bão đi qua Philippines thì bão vẫn đi vào Việt Nam của chúng ta, nhưng do nhiều các yếu tố hội tụ như là gặp không khí lạnh ở trên cao. Vì vậy mà bão sẽ giảm xuống khá nhiều khi vào Việt Nam của chúng ta. Đây có thể nói là cũng là một tin rất vui đối với đồng bào miền Trung của chúng ta, vừa trải qua hai cơn bão số 8 và số 9. Nhưng đó mới chỉ là dự báo thôi. Chúng ta biết là đó mới chỉ là dự báo. Cho nên qua ngày cuối của Pháp hội này, để vân tập được mấy nghìn tăng ni tín đồ Phật tử về một trú xứ, một đạo tràng để cộng tu, thì chúng tôi nghĩ rằng cũng không phải là dễ dàng. Cho nên đây cũng là một cái cơ hội tốt để tất cả tăng ni Phật tử hiện diện trong đạo tràng, trong Pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm này, chúng ta dành cái tâm chân thành để nhất tâm thọ trì đọc tụng phẩm phổ môn của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng ta biết Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đích thân khai thị và nói rằng bộ kinh này chính là vua của các kinh. Tức là trong tất cả các kinh mà Đức Phật đã tuyên thuyết thì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là vua của các kinh. Và phẩm phổ môn của Bồ Tát Quán Thế Âm thứ 25 này được rút ra từ bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là vua của các kinh này. Và chúng tôi có lẽ là một vị sư ở Việt Nam duy nhất tính cho đến thời điểm này, kể từ mấy ngàn năm Phật giáo du nhập vào Việt Nam, cũng có thể nói là chúng tôi là người duy nhất tính đến thời điểm này đã dựa vào bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, rút ra cái phẩm phổ môn thứ 25 của bộ kinh này để soạn thành một cái thời khóa, một cái nghi lễ trang nghiêm, thanh tịnh, đầy đủ, viên mãn như thế này để hành nghiệp của chúng sinh ở thời mạt Pháp này. Ác tâm ngày một nhiều hơn, lương thiện ngày một ít đi. Cho nên những thiên tai, tai họa đến với nhân loại của chúng ta cũng ngày một nhiều hơn. Như trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã dạy. Càng về thời mạt Pháp, tâm tính con người của chúng ta càng ngày càng ác. Người hiền lương, thuần thiện thì càng ngày càng ít đi. Cho nên những thiên tai, địch họa ngày một diễn ra khắp nơi trên trái đất này. Nào là nạn nước như là sóng thần, như là lũ ống, lũ quét, lụt lội khắp các nơi, tràn lan trên thế giới. Nào là động đất, nào là hỏa hoạn, nào là dịch bệnh. Và năm Canh Tý 2020 này, nhân loại trên thế giới đã tận mắt chứng kiến tất cả những tai nạn ấy đã đang xảy ra trên trái đất chúng ta này. Đầu tiên là hỏa tai ở nước Úc, thiêu cháy không biết là bao nhiêu ngàn ha rừng của nước Úc. Tiếp theo chúng ta thấy dịch bệnh virus corona diễn ra, rồi nạn là mưa đá trái mùa. Chúng ta thấy chưa bao giờ đất nước chúng ta thấy mùng 1 Tết mà có mưa đá. Có khi các Phật tử sống đến hàng 70-80 năm rồi chúng ta chưa bao giờ thấy. Vì đó đang là mùa đông. Mà năm nay chúng ta thấy đêm 30 Tết, đêm 30, rạng sáng mùng 1 Tết, mưa đá khắp các nơi. Không chỉ ở Việt Nam chúng ta, mà ở cả Trung Quốc, ở cả một số quốc gia Đông Nam Á chúng ta. Theo một số những nhà thiên văn, địa lý, chiêm tinh, thuật số, nói rằng đây là một báo hiệu cho một năm không mấy tốt đẹp đối với nhân loại, đối với trái đất của chúng ta. Chúng tôi cũng biết điều đó. Sự thật là như vậy. Quả thật là năm nay nhân loại chúng ta không chỉ một quốc gia, vài quốc gia, không chỉ châu Á chúng ta, mà cả thế giới, cả nhân loại chúng ta đều điêu đứng vì đại dịch virus corona SARS-CoV-2-19. Cho đến nay, đất nước Việt Nam chúng ta nhờ vào sự quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và người dân, cũng như là tăng ni Phật tử và các chức sắc, các tín đồ của các tôn giáo bạn ở khắp đất nước cùng hướng tâm cầu nguyện mà đất nước của chúng ta tạm thời, chúng tôi nói rằng tạm thời, chúng ta đã đẩy lui được đại dịch, tức là bệnh đã được đẩy lùi ra khỏi cộng đồng, mà chỉ còn có một số những người đi nước ngoài về cách ly và phát bệnh thì cho chữa trị luôn. Điều này nó cũng không nguy hiểm lắm ra ngoài cộng đồng. Nhưng cũng không phải vì thế mà chúng ta lại chủ quan. Vì đất nước của chúng ta là một đất nước đang phát triển. Kinh tế cũng vừa phải, y tế cũng vừa phải. Đi quá tầm tay chúng ta một cái là hỏng luôn. Chúng ta lấy kinh nghiệm của đất nước Mỹ. Họ nghĩ rằng, lúc đầu họ nghĩ rằng đất nước của họ là một đất nước kinh tế mạnh nhất thế giới, chính trị mạnh nhất thế giới, Vũ khí cũng mạnh nhất thế giới, đô la thì nhiều nhất thế giới. Cho nên Tổng thống Mỹ Donald Trump coi thường. Và chúng ta thấy đất nước Mỹ hiện nay đã và đang trở thành một đất nước đại dịch virus corona đang diễn ra phức tạp và khiến cho người dân Mỹ điêu đứng. Thậm chí là Tổng thống Mỹ cũng mắc bệnh. Đây là một bài học xương máu. Cho nên chúng ta thấy rằng những thiên tai, nhân tai có không? Có. Nhân tai tức là do con người chúng ta tạo ra những cái tai nạn. Ví dụ như cháy rừng ở Úc, đó là do con người làm cháy, do con người. Cho nên chúng ta thấy rằng miền Trung vẫn đang vật lộn trong hai cơn bão số 8 và số 9. Tiếp tục cơn bão số 10. Theo các nhà khí tượng thủy văn nói rằng qua Philippines ngày hôm nay, đêm nay, ngày mai, ngày kia, bão vào Biển Đông. Và theo như đường đi của bão bây giờ, họ tiếp tục và lại tiếp tục cơn bão số 10, cơn bão Goni, cơn bão mạnh nhất năm 2020, tiếp tục vào các tỉnh miền Trung của chúng ta, sẽ gây ra mưa lớn và khôn lường về cái tác hại của nó. Cho nên ở Pháp hội này, chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi tất cả các tăng ni, Phật tử chúng ta trong suốt từ hôm nay đến hết một tuần này. Họ dự kiến là bão sẽ vào tới Biển Đông vào ngày 1, 2, 3 tháng 11 dương tới đây. Vì vậy mà sau Pháp hội ngày hôm nay rồi, đạo tràng chúng ta cũng như các Phật tử trong một tuần chúng ta tạm dừng tụng kinh Địa Tạng và tiếp tục nhất tâm trì chú Đại Bi và tụng kinh Phổ Môn trong suốt một tuần để hồi hướng cầu nguyện Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài dùng đại thần lực, vận đại từ đại bi tâm để tiêu trừ, giảm bớt, giảm nhẹ đi cái tần suất gì, cấp độ của cơn bão Goni này. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài có năng lực, Ngài có thần thông, Ngài có công đức để làm được điều đó. Nếu như nhân loại chúng ta, nếu như đất nước chúng ta, nếu như tăng ni Phật tử chúng ta cùng nhau hợp sức cầu nguyện, cùng nhau phát nguyện bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, cùng nhau phóng sinh tu phúc. Trong 7 ngày này, chúng ta cố gắng phóng sinh thật nhiều, đặc biệt là phóng sinh cá chép. Vì cá chép Chúng ta biết được xếp vào cái gì nhỉ? Được xếp vào chỉ sau là gì? Sau tứ linh là Long, Ly, Quy và Phượng mà thôi. Cá chép theo như quan niệm phong tục tín ngưỡng của châu Á chúng ta nói chung và Việt Nam chúng ta nói riêng, cá chép được gọi là một loại cá thần. Cá chép, cho nên chúng ta thấy trong những cái bức tranh cổ ngày xưa, cá chép họ vẽ cá chép hóa gì nhỉ? Cá chép hóa rồng. Cá chép hóa rồng. Và theo như dân gian chúng ta, cá chép chính là gì? Là con của Long Vương, con của Thủy Tể. Có rất nhiều những câu chuyện về con người ở thế gian chúng ta phóng sinh cá chép và được cá chép trả ân, tức là ban ân, trả ơn. Trong câu chuyện An Sĩ Toàn Thư, Thầy đã giảng có một câu chuyện như vậy. Các vị nghe câu chuyện An Sĩ Toàn Thư Thầy giảng cái đợt dịch vừa qua, nhớ lại một câu chuyện. Có vị đi trên thuyền, đi thuyền, phóng sinh cá chép và được cá chép trả ơn. Cho nên trong những ngày tới, sau ngày Pháp hội hôm nay, các quý vị Phật tử chúng ta về nhà, chúng ta nếu các đạo tràng cộng tu với nhau, chúng ta trong ngày cộng tu, chúng ta mua cá chép, chúng ta phóng sinh. Cá chép thì phải mang ra sông lớn mà thả, vì cá chép nó thích nơi nước sâu, nhiều nước, nhiều bùn, mang ra sông lớn để thả. Phóng sinh xong mang ra sông lớn để thả. Đặc biệt là những dòng sông chảy được như là sông Hồng càng tốt. Vừa trì chú Đại Bi, tụng kinh Phổ Môn để cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm dùng đại thần thông, dùng đại công đức, dùng đại thần lực để giảm bớt thiên tai địch họa, giảm bớt những cái tai nạn về cuồng phong bão tố, đặc biệt là cơn bão Goni thứ 10 tới đây. Chúng ta cũng nhất tâm cầu nguyện từ, chúng ta thấy trước mắt là thấy từ cơn bão mạnh nhất thế giới rõ rệt trên cấp 17. Bây giờ đổ bộ Philippines chỉ còn cấp 14 nữa thôi. Tức là 3 cấp rồi, giảm được 3 cấp độ. Và chúng ta nhất tâm cầu nguyện nữa, cộng với phóng sinh các loài thủy tộc, không chỉ cá chép không đâu. Nhưng tôi nói cá chép ấy, ở đây là cá chép là chính. Còn một cái loại nữa cũng rất là chính là tứ linh. Đó là gì? Đó là gì nhỉ? Rùa ba ba. Đó. Gặp rùa gặp ba ba. Chúng ta ra chợ mà gặp rùa gặp ba ba, chúng ta không nên tiếc tiền. Họ bảo 500 ta mua luôn, họ bảo 1 triệu ta cũng cố mà mua luôn, thành luôn để về quy tam bảo và thả phóng sinh. Gửi gắm một vài lời vào đó. Hàng Phật tử đạo tràng chúng con phóng sinh nhé, cụ rùa phóng sinh nhé, cụ cá phóng sinh nhé, các ngài để sám hối những cái tội lỗi của nhân loại chúng con đó, làm ra cho thủy tộc và vô số chúng sinh. Mong các ngài cũng hoan hỉ lượng thứ cho những sự ô mê, những sự tham lam của nhân loại chúng con, để giảm bớt đi những cái cửu oán, xả bỏ đi những cái hận thù, để khiến cho trái đất này tình yêu thương giữa nhân loại và các loại chúng sinh ở trên trái đất này ngày được một gần gũi nhau hơn, hiểu nhau hơn, thương yêu nhau hơn và chung sống hòa bình với nhau hơn. Mong các ngài cũng gì? Cũng gửi gắm tới các vị thần linh, các vị long vương, các vị oan gia trái chủ tạo nên những oán khí ấy, những cuồng phong ấy, bão tố ấy, thủy tai ấy, giảm bớt cấp độ. Vì để thiên tai lũ lụt xảy ra, không chỉ nhân loại bị hạn lớn mà đồng loại các ngài cũng bị hạn lớn, vô số những chúng sinh cũng bị họa lớn. Cho nên chúng ta gửi gắm cái thông điệp ấy, cái từ tâm ấy, chúng tôi nghĩ rằng thiên tai, địch họa sẽ được giảm đi.